Vâng, xin chào tất cả mọi người. Rất vui được đồng hành với tất cả mọi người trong video ngày hôm nay. Cũng lâu rồi á, mình quay trở lại cái khu B1 của An Phú Thịnh này mọi người. Thú vị. Thì mục tiêu hôm nay chúng ta sẽ là đi cập nhật tiến độ của dự án Vina 2 Panorama cũng như các cái chính sách bán hàng hiện tại. Đồng thời thì theo như một số khán giả yêu cầu thì review một cách cụ thể về cái dự án An Phú Thịnh nhà ở xã hội nha mọi người. Để thì hôm nay thì sẽ cố gắng chia sẻ những cái hiểu biết của mình về hai cái dự án này. Trước tiên là về Vina 2 Panorama, thì hiện tại là theo thông tin của chủ đầu tư là đến khoảng tháng 3/2024 thì sẽ bàn giao dự án cho các cái cư dân ở đây. Và hiện tại trong công trình của chúng ta, ta thấy được cái tiến độ của dự án rồi, về hoàn thiện ban công sơn bên ngoài. Đây. Mặt bằng ở dưới thì đang được thi công để hoàn thiện cho bàn giao lại cho bên cư dân. Đây, thấy không? Dưới thì hiện tại rất là nhiều xe cộ đang được triển khai. Chứng tỏ là chủ đầu tư đang gấp rút thực thi để mà đảm bảo đúng cái tiến độ bàn giao. Đây là một thông tin rất là vui nha mọi người. Hiện tại thì nếu mà mọi người mua theo cái chính sách thanh toán nhanh thì chúng ta sẽ được chiết khấu ngay 8%. Đấy. Và quỹ kênh thì không còn nhiều nữa nha mọi người. Còn nếu như vay thì chúng ta được ăn hạn lãi và gốc trong vòng 6 tháng. À. Còn mua nhanh thì còn được tặng thêm 2 chỉ vàng nữa, 4 số 9 nữa. Nay vàng đang lên á. Mọi người có thể cân nhắc. Đây. Nói thì về mức giá của dự án này thuộc tầm trung, và chúng ta chỉ cần thanh toán 30% thì và các cái tiêu chuẩn vay của ngân hàng nữa thì chúng ta có thể chuyển vào ở nha mọi người. Thì đối với một người sở hữu chung cư thì cũng chia sẻ thật là ở chung cư nó cũng rất là nhiều điều thú vị. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải cân nhắc về các cái điểm thuận tiện để mà sở hữu. So với nhà đất thì chung cư nó cũng giá gọi là hợp lý hơn. Ok, và nếu như mọi người quan tâm đến dự án này thì có thể liên hệ với Thi với số điện thoại 0902088277 để chúng ta có cái giỏ hàng tham khảo, đồng thời là tìm hiểu thêm về các cái quỹ kênh chính sách bán hàng một cách cụ thể cho từng căn nha. Đấy. Cảm ơn tất cả mọi người, và hiện tại chúng ta sẽ di chuyển ra cái dự án nhà ở xã hội An Phú Thịnh nha. Thì cái dự án này nó gồm 3 tòa ABC với chiều cao là 19 tầng. Tổng căn hộ là 926 căn hộ, diện tích thì của mỗi căn hộ là nó tầm từ khoảng 47 đến 53. Với cái diện tích này thì nó sẽ có là thiết kế là 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 toilet. Đấy, và một ban công thôi, một ban công phơi đồ thôi nha. Riêng cái dự án này thì nó sẽ không có ban công phòng khách. Đấy. Như mọi người thấy đó, trên cái tòa C của chúng ta thì nó hiện tại nó có thiết kế một ban công. Đấy. Nên là cái phòng khách của chúng ta thì nó hơi bí một tí. Tuy nhiên thì ở một cái vùng gió như thế này thì đó cũng là một điểm cộng, rằng là chúng ta sẽ bớt cái phần ảnh hưởng của gió khi ở tăng cao. Thì mức giá ở khu vực này dao động từ khoảng 650 cho đến khoảng hơn 800 một tí nha mọi người. Tại vì tùy căn mà tùy vào cái mong muốn chuyển nhượng chủ căn hộ nữa, vì hiện tại hồ sơ đã hết rồi. Đó. Ở dưới thì cái hệ thống shop house này là 30 căn cho 3 tòa nha mọi người. Trong này thì có nhà để xe, hệ thống shop house bên dưới. Điều kiện mà để mua nhà ở xã hội thì nó khá là dài và có rất là nhiều đối tượng được mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên thì ở cái video này thì sẽ chia sẻ về một cái đối tượng đây, có nghĩa là chiếm đa phần trong các cái đối tượng mua nhà ở xã hội nha. Đấy.
Thì thứ nhất là bạn phải là công dân Việt Nam trên 18 tuổi. Đấy là yêu cầu. Và bạn không được có cái mức thu nhập quá cao nha. Mức thu nhập của bạn là không thuộc diện thuế thu nhập cá nhân. Và bạn chưa sở hữu bất động sản nào ở Quy Nhơn hoặc là trên Việt Nam này. Và thứ ba là bạn phải có đóng góp cho địa phương, tức là bạn phải là người dân địa phương ở bên tỉnh, hoặc là bạn phải nộp bảo hiểm xã hội ở khu vực này, ở bên tỉnh này trên một năm. Đấy là ba cái yêu cầu cơ bản đối với một người mà không thể cái thuộc diện đặc biệt nhà ở xã hội như mọi người có thể tham khảo và cân nhắc để chúng ta xem thử là mình có phù hợp để mà sở hữu một căn nhà ở xã hội không nha. Ở Quy Nhơn hiện tại thì có khá là nhiều cái chung cư nhà ở xã hội. Bên này thì chung cư này đã hoàn thiện rồi, sắp về bàn giao rồi. Hồ sơ bán thì tôi sẽ đi chuyển vào ở đó được. Đấy, thì đây là chuyển nhượng lại. Có một đặc điểm khi mà bạn đã sở hữu nhà ở xã hội rồi thì trong vòng 5 năm ấy bạn sẽ không chuyển nhượng được cho người khác. Và nếu như khi mà qua thời gian 5 năm rồi bạn chuyển nhượng ấy thì bạn phải tìm đúng đối tượng nha. Đúng đối tượng có thể mua nhà ở xã hội thì mới có thể chuyển nhượng được. Đấy là một số cái lưu ý khi mà chúng ta mua nhà ở xã hội. Thì quanh khu vực này cơ sở hạ tầng rất là phát triển, vì cái nhà ở xã hội chúng ta nằm ngay cái khu mà đô thị An Quý Thịnh đấy, và khu đô thị Đại Quý Giác. Thế về sau này thì cái bối cảnh ở đây thì sống nó khá là tốt đó mọi người. So sánh với lại các cái khu khác thì nhà ở xã hội ở đây có môi trường khá là ok. Tương tự thì chúng ta có cái nhà ở xã hội La Mơ quận 1, nhà ở xã hội Eco Home thì nó hơi xa trung tâm một tí, tuy nhiên thì trên đó thì nó lại đi theo cái mạng đất xanh, và đó cũng là một nơi khá là phù hợp để mà chúng ta với mức thu nhập tương ứng thì có thể ở và hài lòng với lại cái dịch vụ bên đó. Bên này thì hiện tại chủ tịch trong thời đang có thêm các cái dự án của nhà ở xã hội, nhưng mà mình chưa thấy cái tên của nó thuộc Đại Phú Gia nha mọi người. Thì khi nào nó phát thành hồ sơ thì chúng ta cũng có thể là xem xét và mua. Thì tại vì cái mức giá của nhà ở xã hội thì nó sẽ không cao hơn 15 triệu đồng cho mét vuông đâu. Đây chỉ dao động từ khoảng từ 11 cho đến 15 triệu. Đấy nên là khi nào mà phát hành thì mình có thể là cân nhắc và mua. Cái video trực tiếp mà đi vào căn hộ của dự án An Quý Thịnh nhà ở xã hội thì mình không quay được nha, tại mình không có căn hộ trên đó. Và bây giờ căn hộ là vận hành, với lại khi mình quay thì mình đi theo kiểu cảm hứng á, nên mình không có đi trực tiếp căn hộ. Mọi người có thể là lên mạng lên cái tên nhà ở xã hội và tham khảo thêm về cái video khác nha. Đây là những cái kiến thức thì chia sẻ xung quanh cái dự án thôi. Đó, thì hy vọng rằng là sẽ không làm mọi người thất vọng. Ok, và video đã dài rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau nha.